Song Hỷ xin kính chào ông bà, cô chú và các anh chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Hỷ đang có mặt trên công viên Cá Pa Sa, mà Song Hỷ đứng ở dưới khu vực ở sông, sông hay gọi là sông Hậu. Thì mấy hôm nay thì mưa gió rất là lớn cả nhà, có những nơi là lốc xoáy luôn. Thì tình trạng của cô chú là chú Mẫn với cô trên sóng trên ghe, cô Năm, thì không biết là có bị ảnh hưởng ít nhiều của lốc xoáy này kia không. Thì ngày hôm nay Song Hỷ cũng tranh thủ đi xuống đây thăm cô chú. Thì trên đường đi của mình có mua một ít đồ, ở nhà thì có sẵn là mì với gạo, 5kg gạo. Còn trên tay Song Hỷ là có thịt giò, ăn cơm trưa với trái dưa hấu với trái cây. Thì giờ thì mình sẽ đi, Song Hỷ điện cho chú Mẫn ra rước. Giờ này ngày hôm nay thì cái cầu này nó cũng sập rồi nè, nước lên nó sập rồi, nó mục quá. Giờ là phải đi xuồng ra. Con chào chú nha, bữa nay đi xuồng chú hả? Cái cầu này là nó bị ngập hay là nó bị sập vậy chú? Ngập hả? Con thấy ở đây nó quá trời luôn nè, nó bị lún luôn nè. Chú vui, bữa nay chú sẽ có chiếc xuồng chú chở lại, chú chở Song Hỷ nè. Cô có nhà không chú? Dạ. Rồi mời cả nhà ha. Mình để đồ lên. Lâu rồi mới gặp lại cô chú. Đem đồ vô đây. Caramel đi lên cẩn thận nha. Ở dưới này nó có cây đinh đó. Ở cái vỏ lãi thì nó sẽ lắc hơn cái xuồng mà tam bản hôm qua. Tam bản hôm qua thì Song Hỷ đi. Dạ. Anh đẩy ra nha. À, bị dính à. Bị dính. Ồ. Nghĩa là có cái cây nè. Để đẩy tiếp đi, tại vì chắc anh rồi nặng quá, anh đậu đây nặng á. Ôi, chỗ này nó sâu dữ, chỗ này cũng cỡ mít gữ à, sâu lắm. Đám cô gái đi cho xuồng. có chèo nhưng mà không đáng kể, thấy không có đi quan trọng. Hôm rồi thì mưa gió lớn, rồi đêm qua cũng mưa gió giông nữa. Ôi, mấy bữa nay mình Song Hỷ quyết định là sẽ ghé thăm nhà cô chú để coi có gì giúp đỡ cô chú không. Nhưng mà cả nhà thấy hồi nãy Song Hỷ bước xuống đây thì nắng chói chang ha, nhưng mà giờ thì mặt trời tự nhiên mất tiêu rồi, không thấy nữa mà bầu trời âm u lên nè. Ồ, nhanh vậy, mới thấy vừa thấy nắng luôn á. Ui, hôm nay thì chú cũng tách mấy cái cỏ, mấy cây này vô để mà mình có cái đường để mình chèo xuồng á. Vỏ lãi, cái vỏ lãi này của ai vậy chú? Vỏ lãi này hả? Dạ. Dạ. Cái vỏ lãi chú đang la, chú đang chèo nè. Này hả? Dạ. Để cái con tôi đi. Dạ, cho chú chạy tới cho lui ha. Dạ. Vậy là mỗi tối là chú lên công viên là chú phải đi chèo cái này rồi. Dạ. Ủa này cái mai đẹp quá ha. Dạ. Rồi có cái cây này cắm đây nè. Giờ mình lên nhà cô chú để thăm cô chú nha. Ui, em này là bích tiền bữa nay sao da bị gì rồi? Trời ơi. Hello bích tiền nha, con chào cô. Quen nè. Bữa nay lớn à. Bữa nay nhìn bích tiền già quá rồi. Bỏ nó ra tiếp coi. Đang nấu cơm hả cô? Lâu ngày gặp lại mà gùa sủa hoài. Bữa nay sao con thấy cái ton của mình mất tiêu hết một miếng rồi? Mai bỏ 2 miếng. Dạ. Mò lại được miếng. Còn miếng. Chú nói là hôm bữa lóc á, bay hết 2 miếng ton rồi. Mà chú mò được 1 miếng. Dạ. Ôi. Thì đóng lại giờ còn thiếu 1 miếng. Cho nên mình coi cái gì mình hỗ trợ cho chú. Còn 1 miếng mất tiêu. Ừ. Trời ơi, bởi con nói bữa hổm có mấy cái nhà người ta mới cắt mà nó còn bay nguyên cái nhà của người ta luôn. Con nó không biết cô chú rồi sao. Ờ, cô niệm Phật kỹ lắm, chuẩn cô chú bay đi mẹ, nó cái ghe này là chết đó. Thì bởi gì? Mai là chờ Phật độ đó con. Cái này hết hồn hết vía luôn
Rồi bữa bữa là bay luôn nguyên cái to này luôn hả? Bay hai miếng luôn. Rồi rồi bữa rồi ai lợp lại rồi? Bữa mấy chú nó lợp lại giùm đó con. Vậy là còn cái miếng cao su thôi, còn miếng to là mất tiêu rồi. Để cả nhà thấy nè. Cái này đợt trước một miếng là nó dài từ bên đây qua đây nè. Đúng rồi. Một miếng nè. Nhưng mà nó tóc hùm mà rất là may mắn là nó tóc qua một cái hai miếng thôi. Đó giờ phần sau thì còn. Còn này thì mất. Mất hồn mất vía cô ơi, chuẩn đấu ghe để bay luôn á. Trời ơi. Bởi con nói để con trong trong trời nắng nắng đẹp đẹp cái con đi xuống đây con hỏi thăm cô chú coi tình hình nó như thế nào. Vô con. Ở nhà thấy nè. Bây giờ cô chú cũng khỏe hả? Dạ khỏe. Đi vô con. Quen mà Bích Tuyền ơi. Đi vô nè, ly nè. Đi, đi vô lẹ, đi. Cầu chúc cho mấy con, cầu tăng cho chúc cho dân. Bích Tuyền nay xà mâu quá rồi. Bữa nay Bích Tuyền cũng chắc cũng có tuổi luôn rồi. Qua thấy mặt cây thay đổi. Cũng mấy năm rồi, lộn cũng mấy tháng rồi, gần một năm rồi chứ. Năm rồi á. Gần một năm rồi con mới xuống đây nè. Dạ. Lâu lắm rồi con mới xuống á. Cô chú ăn cơm chưa? Con có mua đồ thịt giò này kia nè. Có ăn cơm gì chưa? Chưa. Vậy ăn cơm trống đi. Con có mua thịt giò nè. Ờ, bữa nay con nấu miếng canh ăn cho con. Bữa nay cô gì Nam ăn gì? Bí lợn nấu canh. Đã có nước núp bên này có đồ khô nè. Gửi trái cây cho cô Nam có cúng. Dạ, cảm ơn. Đúng, cúng. Đây nè cô Năm ơi. Quen đi con. Không nhớ cô với cậu dữ lắm rồi con nghe. Đang nấu hả? Đang nấu canh. Ban đêm mấy con biết không, cô á cầu xin cho cô bác hết trơn hết trọi bình an vô sự rằng giúp cho dân vậy đó. Hôm bữa có chị con ở nước ngoài có ghé đây phải không? Ở tháng trước nè. Có không không? Có hai cô đúng không cô? Hai cô mướn tàu lại đây nè, con nói đúng rồi đó. Dạ, có. Mướn tàu lại đây nè. Dạ, tại đợt đó con đi công việc á nên là chị cũng có nói là hỏi thăm sức khỏe của cô chú. Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều lắm, lúc đó cô đi lục tự mướn á, chả nó về ngay dựng năm con nói là dạ. Cô mừng lắm. Hai chị đó là ở Mỹ hay gì á. Dạ, rồi coi cũng đó coi con đi đó. Cũng có coi video rồi cũng tìm đồ kiếm cô chú. Tụi là đang nấu cơm hả cô Năm? Cơm chín rồi nhưng cô đang nấu miếng canh. Miếng canh. Bây giờ cô đau lắm, ăn gì có canh con ăn, cô ăn mới được. Ăn muỗng canh cơm vậy. Dạ. Tim nè, huyết áp nè, lép bao tử nè, huyết na. Huyết áp lên bị xô ra ngoài đường không em, thôi bị xe cán chết rồi. Sao bị xô ngoài đường? Không biết ai, cô đang đi mà xô cô ra giữa đường á, cô té nè. Huyết áp nó lên đó con. Nghĩa là đang đi rồi hở áp mà té. Đang đi rồi cô té đó. Ai xô. Mà đi ngay cái Phật Bà Quan Âm á, người ta thờ chỗ cái cây á con, cô té ra giữa đường luôn, phải có xe chạy lên đã nó hung cô rồi. Nó hung cô luôn hả? Mà ướt áp hạ cái mình xỉu ngang á. Ừ, đúng rồi đó. Cái này cúng đi, cúng trước đi. Dạ. Nhãn hả? Nhãn. Rồi dưa hấu nè, dưa hấu ngồi ăn cơm. Cơm với dưa hấu. Ăn cơm để cô gọt cho con ăn cơm. Cho cô chú luôn á. Ông Năm cũng phải ăn cái đó đó. Dưa hấu. Bữa nào cũng mua trái chổng ăn hết trơn với cá kho. Đây ở nhà lâu lắm rồi mới quay trở lại ăn cơm trưa với cô chú thì xong thị cũng có mua. Bởi vì cô cũng thịt nhớ. Thịt giò. Mà thịt giò này sao mà đứa cả nhà bịch này nhiêu. Xong thị mua một bịch xong rồi chứ xong trăm thấy nhiêu. Nhiêu con? Trăm. Đúng không con? Con suy nghĩ lại con nói mua thêm bịch nữa đi. Cô nói đúng mua rồi đó. Mua chị giữ vậy. Bịch nè, hai bịch. Ba người ăn mới đủ chứ. Lâu ghé cô chú ăn chơi ngon. Tại vì á là định mua những cái món ngon hơn nhưng mà cô chú thì bữa hổm là mua vịt thì cô ăn cũng không có được tại vì bị ngứa. Tôm hải sản cô ăn cô không được nên là nè, nó hành cô cũng, nè. Cũng đắn đo là không biết là mình lựa cái món gì mà cho cô chú ăn nó phù hợp. Con nhất nó ngứa lắm con ơi. Còn cá thì chắc là quanh năm ăn cá quanh năm. Cá hàng chân lứ nó cho ăn không hết. Bữa nào cũng cho cô con, ra. Con mua hạch khề được không? Con được, mua được, không? Được, cái đó cô ăn được. Cái gì mềm mềm là cô ăn được à? Con gán con kêu lấy lóc mấy cái phần mà mềm mềm nè. Đó đó. Gia lợn. Gia lợn anh cho ông bà cô chú thấy đi, không biết thấy trong này tối quá không biết thấy. Thấy, mắt cô rõ lắm. Mắt cô còn rõ lắm. Gia lợn. Gia lợn nè, ngon đó, con này xương nè, giò nè. Thấy không? Dành không? Quá đành luôn. Để cái con đổ ra ha, con đổ ra đi rồi cái xíu nữa chúng mình sao cô Năm?
bữa lớn cũng phải chịu chứ sao, dông niệm Phật không nó đốt nhang đỏ ra hết trơn, niệm Phật không nó dông á. Mà dông bữa hổm lốc xoáy ghê lắm. Rầy lắm tưởng mấy cái sập mấy cái xà vàng dưa lưới người ta sập hết trơn luôn, ý là kiên cố. Nhà người ta sập. Mới mấy bữa nay bên Tân Châu kìa đốt nhà dở hết trơn. Bởi vậy. Ông cụ cũng đi á. Rồi á, con biết không, tại đang đãi ăn đám cứ ông cụ cũng đi bỏ chạy hết trơn đốt nhà banh hết trơn. Bên Tân Châu á mới đây nè. Ông cụ cũng đi chứ không phải là bảo. Dạ. Chứ hồi xưa đâu có con, bây giờ dán niệm Phật. Ông cụ nghĩa là hồi xưa nghe nói câu là lù khù của ông cụ độ mạng phải không? Ông độ bây giờ ông quậy. Không thấy dân chúng dạy dỗ không được ông quậy. Hồi xưa mình nghe nói là lù khù của ông cụ độ mạng đó. Ừ. Câu đó em chưa nghe lần nào hết. Con biết không, ông cụ á ai giấy ông linh lắm. Mấy hôm dài ban đêm cô đốt nhang đồ cô giấy cho mấy cô từ thiện ha, càng cường sức khỏe lẫn giúp cho dân. Dạ. Các thứ các nơi hết trơn á. Mà hên là bữa nay trời trời đẹp trời con mới đi xuống đây được nè. Bởi vì nghe ông Năm con nói cô mừng hết sức rồi. Nghe nói cô Xuân Hỷ xuống cô mừng thôi là mừng, nãy giờ đi chợ về mà không ăn sáng nữa nè. Trời giờ này chưa ăn sáng hả? Mừng. Mừng. Rồi mừng cô với chú á. Con định điện hôm qua rồi nhưng mà con sợ cô chú mừng quá khỏi ngủ ban đêm luôn. Mừng đó. Sáng con mới điện sớm. Ông Năm con nói cô mừng dữ lắm á. Lâu lắm rồi, tại vì mấy lần trước thì Xuân Hỷ cũng có ghé qua Xuân Hỷ gửi gạo á. Cảm ơn con thì nhiều. Thường đó. Thì gửi trên công viên chú. Chú Mẫn thì coi xe gửi xe trên đó đó. Thì ngày ban đêm cho người ta rồi xong rồi cái người ta cho nhiều cho vậy đó. Không coi không có tiền đi chợ, ngày có mười mấy ngàn. Con coi cô phải đi lột bổi mướn, ớt mướn. Đau cũng dán lặn lội đi, không dám nằm ở nhà. Dạ. Sao không có tiền mua thuốc uống nữa con. Hôm nay là cô Năm là bao nhiêu tuổi ta? 77. 77 tuổi còn chú Năm? Ổng 76, nhỏ hơn con tuổi. Dạ. Có cái dĩa không cho con xin để con đổ cái... Có, để con lấy, cô lấy cái dĩa bự trong cái thùng. Dạ đúng rồi. Tại vì hôm đó con đi công việc con ra đây nè, con ra đây nè, con ngồi đây. Chị nói là chị có về nước xong rồi luôn. Con dẹp cậu lắm, con nói chuyện dễ thương lắm. Hôm bữa là không biết nhà, chỉ là thấy hạo hạo ở khu vực. Kêu bà đưa đồ ở đó con. Dạ. Bà đưa đồ ở đó bà biết. Thấy ở ngoài gần khu vực này nè, nhưng mà không biết ở điểm nào. Nên là chị cũng hỏi thăm các cô mà lấy đồ á. Cái cô đó cổ mới đi, chị đó chị mới đi. Bà quen đó, bà chở lại đây nè. Rồi quá quý à. Mấy dĩa bự tôi bỏ đâu hết trơn à. Bởi vì Xong Hỷ nói là Xong Hỷ thường là Xong Hỷ quay những cái đời sống bà con này kia, Xong Hỷ chia sẻ cặn kẽ luôn. Ai cũng đến thì đến hỗ trợ chứ mình cũng không có giấu giếm gì hết cả nhà. Có đôi lúc thì có những hoàn cảnh mình cũng muốn hỗ trợ lắm nhưng mà không có địa chỉ nguồn gì hết nên cũng khó cho những bạn mà chưa hết trơn rồi hoặc là ai đó đều đến. Bởi vì Xong Hỷ lúc nào cũng nói dễ kiểu rồi á. Địa chỉ đường nè, khu vực nào và những cái chỗ nào để mà mình hỗ trợ á thì mình chia sẻ hết luôn chứ không có giấu giếm gì hết. Cô chú thì lớn tuổi rồi, nhập viện bệnh tới bệnh lui rồi bữa lốc xoáy rồi tưởng bay luôn cái nóc rồi. Tưởng bay luôn. Chắc để con chắc lợp mua một miếng to lợp cho cô chú á. Rồi mấy cái chú thợ đó cô Xong Hỷ biết không, mấy cái chú làm một lần đó. Nó để điện thinh cô Xong Hỷ xuống, nó thôi đừng làm gì, cổ đi tối ngày không có nhà đâu, chừng nào cổ xuống cô cảm thấy cô giúp được thì giúp, con đừng có làm gì. Nhưng mà may mắn là bữa nay con xuống nha. Dạ, cảm ơn. Ông trời thấy mưa quá trời nhiều rồi. Mưa quá lắm. Trời, rồi sấm chớp nữa. Hồi tối sấm chớp rồi dông. Dông dữ lắm. Dông con sợ dữ lắm. Ở trên nhà con mà dông còn nóc nhà mà nó cũng muốn bay nữa, nó chi. Trời ơi, mấy cái dĩa giờ giấu mất tiêu đó trơn rồi nè, cô Xong Hỷ. Thôi lấy cái dĩa vừa thôi. Dĩa nhỏ được không con? Dạ được. Này. Nè. Cô các bạn biết bây giờ cô bỏ đâu cô quên á, giờ quên dữ lắm. Giờ lớn tuổi rồi. Cô lao cái đi rồi mình đổ thịt giò ra rồi mình ăn cơm. Ai cũng nói cô vậy là chờ Phật độ dữ lắm, mày ở 70 mấy mà đi chợ phà luôn. Hôm bữa thấy cô đi nhận gạo á. Ở miếu ông á. Nắm tay dựng kìa. Dựng hay không dựng? Lúc dựng đang quay đó cô nắm tay dựng đó. Ê, cả nhà này là mềm lắm nè. Lụa. Anh Caramel là lụa, Xong Hỷ không có đi xuống lụa mà anh Caramel là lụa, tại vì anh Caramel là thích giống như là biết gành hơn. Còn cái phần nào mà cứng hay phần nào mềm thì Xong Hỷ không có gành đâu. Đó, mấy cái da lợn là mềm. Hấp dẫn nha. Ừ. Quá thơm. Đây còn đổ vô hai dĩa ha.
hai dĩa đi con. Cái này xương, xương cũng có lạc nạc xương xương như thế này nè. Mô Phật. Cả nhà thấy nè. Đi chợ giờ nghe vậy năm cô nói cô mừng muốn chết luôn. Ngồi cho em biết tiền đi. Em biết tiền bữa nay lòng lá gì đâu rụng hết trơn. Mới còn lòng thay đổi quá. Cô ơi, cô đi tới nước ngoài luôn hả? Con hả? Chỗ cứu mấy người đó luôn hả? Dạ mấy tuần nay là con ở gì mấy tháng nay là con ở đây. Đi hả? Dạ chỉ có đi hỗ trợ nước này kia ở khu vực mấy khu vực ngập mặn thôi. Tới giờ thì con về quê. Con làm đi được rồi con tốt dữ lắm á. Con thì chỉ là cầu nói gieo duyên thôi chứ con cũng không bỏ ra gì nhiều. Thôi. Canh nè. Canh này nấu canh gì á? Thịt. Ê quên nữa con, cái vũ bí ngoài kìa đổ vô giùm cô coi. Nước nó sắc quá rồi sao mà nó mềm mềm được. Nãy giờ cô hầm lâu rồi đó, hầm cái đó trước rồi mới bỏ bí vô. Nhưng mà cô thấy là nó sắc cái nước rồi nè. Để đổ cái vô mi. Để cô ăn cơm chiều đi. Ăn kia trước đi hả? Rồi hết nước rồi để nước thêm đi. Đổ nước thêm đi. Cô với Dượng cô biết không? 20 phút cô chưa mềm nữa. Cô với Dượng ăn cơm trễ lắm. Ăn cái liếm láp chút à. Liếm láp chút nha. Rồi mình lấy nước này mình thêm vô ở đâu? Nè, vớt nước đá nè, chơi nước đá không nè. Chơi chứ không có chơi đúng hàng. Nó mau mềm không? Nước đá nó mau mềm, mình nó có cái chất thuốc á, con hiểu không? Đổ hết vô đi con. Cách nấu mới nha. Còn nước trà thì cô nấu sẵn sáng rồi, bữa nào ông Nam uống cà phê cũng nấu cho cô mình nước trà vậy. Bạn uống nước trà nóng. Cái này con nghi chắc chiều ăn luôn quá. Giờ này bí chưa mềm nữa nào ăn cơm. Mau lắm bí, con hầm đi chứ mau lắm. Rồi bây giờ mình lấy này ra mình cúng trước đi. Rồi để con gọt dưa hấu ha. Thôi con xin cái dĩa đi. Con gọt dưa hấu nha. Dĩa bỏ đâu mất tiêu hết trơn rồi, con bỏ vô đây đi. Cho cái tô luôn đi ha. Trời cái dao ngộ kỳ cục quá trời, kỳ cục rồi. Này được không con? Dao cũng được ha, để con tắt cái điện thoại cái. Bỏ mấy dĩa mất tiêu quá trơn, biết lần đâu kiếm này nè. Khách điện. Không bỗng gì có đâu. Khách điện. Này khách điện mua đồ. Để xúc xíu xong thủy điện là bởi vậy đang lúc tắt rồi, tới hồi kiếm không có. Tại đi mình cây nhà lá vườn cô ơi, có gì mình dùng đấy đi. Gọt nửa trái ha. Nó trái đi cho mô Phật. Cái dao này đúng không con? Cái dao này khác nhà quá ha. Bén lắm đó con. Dạ. Dạ dao thép. Cái dao đó người ta gọt chuối đó mà cô mua xài, cô nói bán cái dao gọt chuối cho tôi. Ơi, đặng nó bén. Ha. Nhưng mà vỏ hơi dày nè. Hồi nãy anh kia nói là gì vỏ mỏng gọt đỏ gì đó. Vỏ lồng an, xanh vỏ đỏ lồng. Nhưng mà cái vỏ thì nó hơi dày xíu. Nhiều khi nó nói dốc coi con, trời ơi trời, ở đây mà đi kiếm gần chết nãy giờ luôn nè. Cô đi kiếm, quyết tâm bởi vì lớn tuổi rồi, quên lắm con ơi. Quyết tâm là phải đi kiếm được cái dĩa mà được. Cái gì để cẩn thận con ngăn cái nắp hết trơn mà quên á. Cái dao này khó gọt quá. Con gọt gì khó phải rồi. Ta gọt dài ra. Một trái cái con cắt chơi làm tư gì đó. Cắt vậy rồi mình úp lại nó không bị hư. Cắt tròn cái mình úp lại. Còn cắt dài khó úp lắm, nó sẽ bị hôi gió. Lâu quá lâu xuống cô mừng hết chiếc mừng nghe ông Năm con nói cô mừng hết chứ. Đi chợ nãy giờ không có ăn sáng được nó mừng. Trời mưa lớn không biết cô chú ở đây thì sao, bởi vì cũng lo. Bởi vì tranh thủ xuống thăm cô chú. Cảm ơn nhiều lắm. Lòng của mấy con vậy cảm ơn nhiều dữ lắm. Quá gầu rồi. Trên bờ còn sợ nó chi ở dưới ghe. Ba nhà ba cửa trơn đó con. Ghe người ta là ghe có niền lại rồi cái đủ thứ hết. Cái này mà cái này mà nó muốn bay muốn cái là nè con. Không còn gì hết luôn. Không còn tài sản luôn. Nhà ta phố rồi còn sập nữa, mình cái ghe này nghĩa địa gì?
Không đưa cái đi rồi rét mẹ nó rồi. Giờ nó liêu siêu dữ lắm rồi. Ừ. Cái đợt con nói là định là sao cô chú không có làm ở trong cho nó đỡ, ở dưới gỗ cho nó mới luôn. Cô chú không chịu, cô chú chỉ là đòi làm cái tôn thôi, hay lợp cái máy thôi. Ông Năm con sợ con tốn tiền. Mà nếu mà lợp máy mà cái này nó mục quá ông nữa. Ừ. Xài được cũng khoảng một năm rồi. Giờ một dĩa cô ha. Ờ, à, dĩa được rồi con. Dĩa đi rồi nào Hiếu mình gọt thêm. Ừ. Đó, như vậy. Ờ, ấp vô. Có đựng dưa chưa? Có chỗ đựng dưa chưa? Đây là cái cách mà nhà Song Hỷ là bảo quản trái dưa hấu. Thường thì nếu mà mình ăn xong á, mình còn á, mình sẽ lần sau mình ăn mình sẽ cắt cái mặt với chút xíu là. Ừ, đúng rồi đó, con nói đúng rồi đó. Để nó hơi vô á. Ok luôn. Ok là. Rồi giờ gì? Xôi nè. Xôi đó. Ok luôn. Ok ok. Cái này chắc cho cá ăn quá. Cái nào con giục đãi xong đi. Cho cá ăn. Ừ. Mình ăn lòng nó ăn rồi. Nó dĩa cũng được. Nam mô A Di Đà Phật. Đó cho nó ăn. Chứ không phải bị bỏ ghét bừa bãi cả nhà cho cá ăn á. Ừ. Cơm còn cũng vậy nữa. Cá nó rỉ, ốc nó rỉa nó ăn. Có đồ ăn nó ăn. Cơm nguội nó còn cũng vậy nữa, cô cũng đổ xong cho cá ăn. Rồi nó khoái cơm nguội luôn á. Được cái phước. Cái bỏ mình bà tội mơ mốt mình kiếm ăn không ra. Cái nào ăn không được mới bỏ, không biết không bỏ mình bà mơ mốt không có cơm ăn. Bởi vì mình phải quý. Bởi vì cô nghe kinh nghe giảng đó, cô học thuộc lòng mấy cái đó đó. Nửa sau ăn rơm mà còn không rơm ăn. Rồi giật lỡ bụng quá, giật rơm ăn mà còn không có rơm ăn. Tại cô nghe giảng mỗi ngày đó con. Bữa hôm nay cô đi lột tỏi hả cô? Bữa nào không đi chứ. Lột tỏi thì ngày bao nhiêu cô? Vài chục. Chứ nghĩa là mình lột nhiều ít thôi ha. 10 ký đó, 10 ký 20 ngàn, ớt 10 ký 10 ngàn. 10 ký là 10 ngàn. Đó đó, ok luôn. Ủa vậy là 1 ký 2 ngàn à? Ừ, rẻ. 1 ký 2 ngàn một bao, 10 ngàn. 10 ký đó con. 10 ký là 20 ngàn, tỏi á. Tiền ra có bách tiền, đưởng nó ra cơ không? Lau. Đó đi, lau lấy cái khăn lau lau chỗ nó nằm đi. Người mất lịch sự thì có khách nha. Có khách nha. Mô Phật. Ở ngoài trước là mát không cô? Mát lắm. Có cửa sổ này con ra đây con ngồi mát lắm. Chết cả. Bích tiện thấy con lâu xuống nó lạ. Ở nhà có em cũng đỡ buồn. Ừ. Năm con thương nó lắm á. Năm là con thương mấy con là giờ năm con nọ giờ banh hộ khẩu hết trơn. Banh hộ khẩu. Xong. Phải gửi cái bao gạo dạ, cảm ơn cô cậu. Mình quên. Dạ, rồi để con. Con đi ra làm gì? Đi ra lấy đồ. Thôi rồi. Ấy đây mới rửa chén nước tương nè. Vô lấy cái muỗng. Sườn lắc mà. Ừ. Ít tiền quen. Không quen chóng mặt lắm con ơi. Quen nha, quen. Quen nha. Lại cái không quen chóng mặt vậy lắm. Quen nghe con. Con có hùng gạo, ê có hùng mì với cô quen gạo. Nha. Con gửi cho cô chú. Cảm ơn nhiều lắm đó, nước lên này mà cho vậy là mừng lắm đó con. Cái này có mì, mì gói rồi có cô với chú có ăn đói bụng ban đêm hay gì đó hoặc là ăn sáng gì đó chuẩn. Dạ cảm ơn nhiều lắm. Con gửi thêm chút cho cô chú ăn bánh uống cà phê. Con gửi cho cô chú thêm chút. Cảm ơn cô nhiều không có sao đây. Trời ơi có. Bớt ăn lại xíu. Không có nó tất cố mà để chú quay. Dạ được hay. Nhiều không có nhưng mà ít thì có. Ừ. Lá lành đùm lá rách. Đúng rồi đó. Lá rách đùm lá tả tơi. Đúng rồi. Con nó nghèo ghê bự đâu ở. Ôi 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 ôi. Ghê hơi nhỏ rồi chịu khó ngồi chia sẻ xíu cũng sao. Dạ. Anh caramel đi nè. Vậy là đại có phước rồi đó con. Của cô. Ừ. Có ghe này ngồi là đại có phước rồi đó. Gạo này mới hả cô hả? Gạo, gạo này. Gạo cho biết bao lâu nữa. Hôm gần Tết tới giờ ăn tới giờ luôn. Chín mười bọc luôn. Gì hả? Thì cô thấy ai già già khổ khổ mấy cô cho người ta lợi. Nó là đùm lá gách ha. Đó đó. Mời cả nhà ăn cơm với cô chú nha. Chú ăn cơm tự nhiên nha. Dạ. Mình chú có cái lòng vậy đó con. Hả? Xích cho chú ngồi kia. Được. Được. Chú.
Ông xích vô. Được rồi. Rồi chú ngồi ở đây đi. À, chú ngồi xích đây nè. Con ngồi bên đây. Ừ. À, bây giờ mời cả nhà ăn cơm. Được không anh? Góc quay được không? Chú ngồi được con đó thì hay hơn vậy. Ông không? Đây nè ông. Dạ, chú ngồi cơm xích xích là. À, đang cho chú quay. Dạ. Rồi ok. Bởi vậy ông năm con đâu có hiểu. Dạ. Nè cô ngồi xích vô đây cô ăn tự nhiên nha. Cô ăn đi để con ăn xong rồi nói con. Dễ gì cô ăn ít sạch à. Ngồi cô ngồi nha, con ngồi bên đây. Được chưa? Được. Chú Mẫn còn được không? Được. Được. Rồi, cô chú gấp bình thường nha. Đây, con lựa miếng nào mềm nhất cho cô chú nè. Con ăn đi mà. Cái này không biết chắc mềm quá cô chú. Dạ. Con thịt giò với ăn hả chú ha? Ừ. Con không biết mua cái gì hết trơn, con suy nghĩ hoài, nó không biết mua gì mềm mềm cho cô chú. Ở trang đó mở con ở trang thịt giò mà hả? Con hả? Ừ. Con thường đi về đi nhiều. À. Con đi hoài à. À. Caramel nè. Anh caramel hết xương không? Đây cô nãy giờ cô cứ chạy tới chạy lui hoài cô kiếm nước. Cái đây là cái canh mà cô canh bí đỏ cô làm với thịt nè. Dùng đi tụi con dùng trước đi với ông Năm đây. Đó. Dặn ha, bí mà nó nhừ mới để có chừng được 5 phút mà. Sao mà nó hai con dùng trước với ông Năm đây. Chú có thường ăn thịt giò này không? Có. Cô mua cho chú ăn hả? Dạ. Nhưng mà chú ăn thử thịt giò này có mềm không? Mềm hả chú? Con hơi sợ nó dai á. Sợ nó dai cái ăn nó khó ăn. Ăn đi con dùng đi, chú dùng đi. Dạ. Cô mừng quá trời, cô không có uống nước được á. Đi nước còn nữa nè. Ừ. Con mừng con. Lắm. Ừ, nghe cô với cậu lợi cô mừng dữ lắm. Thật giỏi mềm. Cái này nè con biết không, đó bà cô của cô á, bà bán cô qua cô tiếp á. Yeah. Hầm từ sáng tới chiều. Nếu phải có con hút nấu hút bắt thì tùm lum mới ăn. Ừ, đúng rồi đó. Có nguyên liệu đó. Con thử coi mềm không? Mềm. Tại vì thịt này chưa có hầm tôi biết mà. Chú ăn tự nhiên nha chú. Rất khổ luôn nhà bà cô á, bán tiếp với bà cô và cô cái tiền. Nếu bà thích cô để cô làm sao á. Hử? Đi chơi con. Con sợ cô gấp không tới kìa. Đâu. Lấy dĩa kia vậy thịt. Được, được, được. Con lấy gì cơ. Rồi, dĩa này riêng dành cho cô chú luôn gần luôn. Tại vì mày hơi cái ghe hơi chặt. Ghe hơi chặt thì cả nhà không cảm. Ừ. Hình như là một năm rồi mới quay trở lại ăn cơm cô chú. Đó. Đợt đó là con nhớ là con mua vịt quay với tôm. Ừ. Đúng rồi, ăn rất có ngon quá. Nhưng mà bữa con nghe chú là nói là chú bị gì á. Mắt. Mắt qua cơm. Rồi đi mổ. Dạ. Mổ rồi đi về cái bắt đầu té đây nè. Ừ. Rồi đứt cái dây ra khám á. Rồi bác sĩ nói đứt dây à. Giờ cháu nói là được hả chú? Không. Giờ phải hư rồi. Mờ hắn con à. Như nó chỉ là mờ mờ là mình không thấy. Nhưng nếu mà con ngồi gì chú thấy con không? Không, con mắt này thấy. Dạ. Còn con thấy. Còn con không thấy. Giờ chỉ là một con thôi. Dạ. Rồi. Có một con mà. Nãy giờ con cũng không có để ý luôn á, con không biết luôn á. Con chỉ là tưởng là chú là bị con mắt bị lèn thôi. Nhưng mà khi mà chú nói gì vậy con cũng hơi bất ngờ đó. Bị nó bình thường đâu có thương tất. Ăn đi cô. Ăn đi con ăn. Ăn thịt nhiều đi con. Lúc đó gì xe đó rồi cũng hơi cấm rồi đi xuống này nè, té. Đi ba lần mới mổ mắt được. Đi ở bệnh viện mình hay là đi đâu vậy? Mổ thí á. Từ thiện. Giờ con biết không, trời giông gió cô đâu có dám ở nhà mượn em chồng lên coi tiếp bởi cằn nhằn cử nhữ với em không. Nếu mà gọi em mày dán giúp cho anh hai mày đi, ổng có ăn, tụi bay cũng có ăn. Nhưng mà đi ba lần là mình mới lên tới trên đó mình mới mổ. Dạ. Đi gặp thằng gai. Gặp thằng nội kia bả lao bả đây. Được trở về nhà uống sốt một tháng mới lên. Sốt rồi hả? Ừ. Ừ. Sốt rồi nên là người ta đâu có cho mình mổ. Dạ. Đã lây vụ ấy á. Bệnh á. Ừ. Tự nhiên lên xe các mẹ lây. Bệnh về sốt. Con cũng đâu có hay đâu. Đi có gì cô chú cho con hay á, điện thoại cho con hay đó. Ừ.
không có hỗ trợ được gì, hỗ trợ chạy tới cho luôn là kêu cũng gần. Thường buổi tối thấy chú giữ xe ngoài ngoài công viên đó nha. Dạ. Đêm nào chú Năm con cũng giữ chảnh, 9-10 giờ đêm mới xuống. Giờ có này mưa nước ngập kiểu này rồi mình phải chèo xuồng. Cô coi rước cô chú hả? Chiều bơi vỡ lại đi dưới cả ổng rồi chiều đưa ổng vô tới dưới cổng ra. Trong giận té cầu ngập á. Chứ mình không có đậu ngoài đó được. Mấy bữa là ăn cắp đồ. Sợ nó lấy. Sợ lấy tó lấy xuồng. Vậy phải canh à. Ăn cắp dữ lắm con. Ăn cắp lạc gạt. Bởi vì cũng nguy hiểm mà. Cô chú thì cũng lớn tuổi rồi. Này cũng đâu có ai đâu. Tầng phải sợ lắm. Nên là cô ở đây 40 mấy năm rồi đó con tính đi. Bây giờ tình trạng tệ nạn quá trời. Trời quá trời giông gió không rào dữ lắm á. Để con đi hỏi thăm thử coi cái miếng tôn này mua khoảng nhiêu tiền cái mà xuống. Mà mình có quen thợ không chú? Có thợ là lập không? Thứ gì? À, kêu mấy nó xuống làm. Dạ. Mình là bị một cái thôi đúng không? Ờ, mấy thằng nó làm bữa hổm đó. Rồi ừ. Xung quanh mình có bị gì nữa không? Không. Con miếng là 2 miếng rồi mất hết miếng còn miếng. Còn mấy cái cây này là nó bình thường không chú hay là nó? Nó bình thường. Bình thường ha. Dạ. Không có gì hết. Lá thì nó cũng xài được ha. Ừ. Có chỗ nào bị dột không? Có chỗ nào bị dột không? Không. Vậy cho nó mát hết. Có rồi. Chỗ nào bị dột thì cho con hay luôn để con coi con nhờ làm lại. Dạ. Để mình bữa dòng rắc lắm không chú? Cũng không rắc gì. Dạ. Cho thấy trên bờ gió lắm á. Ừ. Trên con muốn sập nhà. Gió mà mưa sống. À đúng hên. Trên con là muốn sập nhà luôn á, nó gió dữ lắm luôn. Mưa lớn luôn. Đi về con bé hôm cái ngọn gió nó cao còn ra mình nằm ở dưới. Nó đi lên trên. Ừ. Bé đi lên trên trời ơi, ông cù cũng đi, tôi búng đau trong mình, tôi muốn xỉu luôn à. Tôi lên tôi nói mấy nhỏ cháu kia, tôi nói mấy bè mang hết gặp mặt tao ông Năm bây giờ, ông cù cũng kéo tao, ông đi mất tiêu. Cái đèn năng lượng á là chú là để ngoài trước hả? Để ngoài trước hả? Để trước hả? Để con kiếm con mua thêm cái đèn mà tròn tròn đi nè, để treo ở đây nè. Ừ. Nó sáng. Nhỏ rồi tại em nói quá quá sáng hả chú? Cái đó nó sáng quá chú, để ngoài trước ghe đi cho nó cho nó chiếu ra ngoài để mình thấy. Nhỏ để trong. Ờ nó vừa cái ghe đó con. Ăn tối cúng lại rồi. Mình đâu có cái quạt mà quạt mang năng lượng mặt trời đó. Có chứ. Có không? Có. Định kiếm một cái quạt để năng lượng mặt trời cho cô chú là ban đêm ngủ chắc ban đêm lạnh ha, buổi trưa thì nó nên được. Tối nữa hầm lắm coi. Dạ hả cô chú? Ừ. Phải mà ở đây có điện, câu điện này kia nó cũng đỡ mình mua quạt bình. Xài bình được. Được không con? Bình được, bình khô đó, mình đi sạc. Nhưng mà phải đi sạc mất công á. Sạc lần mấy chục ngàn. Mệt lắm. Mệt lắm thì nổi cái giác vô trong bờ không được ăn 30 ngàn. Nặng. Bởi mới cần cái năng lượng mặt trời. Ừ. Chứ sạc bình thì mình thì đơn giản thôi chú với cô lớn tuổi sắp tới sẽ lui cũng mệt lắm. 30 ngàn đó con. Nó không giác nữa. Cái năng lượng mặt trời được ha. Có mấy quạt năng lượng trời có rồi. Có không? Để kiếm thử. Đó con kiếm thử. Rồi con đi mua miếng tôn này có cái gì con lợp. Nói gì nếu mà con mua thì có gì con nhờ chú kêu qua chú hở ha. Có mấy thằng thợ cũ mình á. Điện cho chú đổi thợ mới nè. Ừ. Không có đeo khăn chuông. Rồi sao? Thì mới chỉnh cho chú rồi. Chỉnh rồi hả? Ừ. Thôi. Thợ chú nè. Cô chú ăn nha. Con mua nhiều là ăn cho cô chú ăn nhiều á. Con thì thường ngày ăn hoài à. Hôm bữa là sự tình đó là xong phải ghé nhà cô chú kia ăn á. Là do là chú không có ăn gà. Mình mua nhầm mua gà, chú nói là gà chú ngán dữ lắm luôn. Nên là chú hãy qua cho cô với Song Hỷ. Mà vô tình là mọi người thấy mọi người không hiểu. Nên mọi người nói là Song Hỷ dành ăn. Nhưng không phải. Song Hỷ nói chung Song Hỷ không phải là người vậy. Nên là ngày hôm nay Song Hỷ, nhà Song Hỷ cũng ăn uống bình thường. Mục đích là mua ở đây là cho cô chú ăn. Với lại nó mềm. Nó mềm, nó hầm lâu á, nó mềm. Chứ con thì ăn mấy cái này ăn hoài à. Trời ơi, thôi đi đâu thì đó ra ngoài gì đó. Chặt khúc bóc không hả? Heo quay vậy. Nước nào ăn kỳ vậy? Không, tại vì mình ăn trải nghiệm gì nó mới vui. Dạ. Heo quay rồi ăn miếng bự bự đó. Rồi chứ ăn trong mình thì trong Nam thì ăn hầu như là như vậy nè. Còn mà nếu mà quay mà nếu mà nhìn nó hoành tráng thì mình chỉ là cầm ăn nó không ngon. Đường sao không ăn vậy? Dạ chúc ăn sao. Cái mì này ban đêm mà có đói mình nấu nước sôi mình trụng mình ăn. Đúng rồi đó con. Ăn bởi đói ha. Con nhà con lúc nào cũng gậu mì sẵn. Nhất là trên xe.
Mấy bữa nay xe nó bị dột nên là không có để đồ lên. Anh Caramel có tiền không cho mượn mình đổi xe. Anh Caramel có bụi đen. Cái đó thấy đau khổ quá được. Có bụi đen. Chú là chú vì gì là chú chỉ giữ xe thôi. Dạ. Một đêm là nhiêu tiền chú? Thì nó hay nhiều thì nó cho 70-80, 50-60 vậy đó. Ở đêm đêm ít thì được không? 50. 50. Dạ. Chứ bà giữ được một chiếc là bao nhiêu tiền chút? 5 ngàn. Chờ mấy bé lại công viên chơi, ừ. chơi trò chơi. Đúng rồi đó con. Trên công viên là có mấy cái khu trò chơi miễn phí. Cô ăn nha, ăn nhiều nhiều vô nha. No rồi đó. Mà cô chú lớn tuổi là mỗi lần xuống mới leo hàng rào nữa. Ừ. Leo mà đừng nhờ cô có cái sức khỏe. Ông đâu nói trời bà già bà leo phà. Con leo nãy muốn che xe muốn... Không quen bé. Không quen. Muốn giờ bẻ luôn. Cho cốm ăn canh đi. Nấu canh cũng ăn canh. No rồi đó, để chiều ăn. Chiều ăn hả? Ở nó nấu cái này chiều ăn. Thật đi. Chiều miệng không no rồi. Cô đau cô ăn ít được á. Ủa mấy giờ cô mới đi lột tỏi? 2 giờ. 2 giờ lột tới mấy giờ cô? 2 giờ hộp tới 4 giờ về chổng đi cắt tỏi. À là lột 2 tiếng. 2 tiếng. Là được nhiêu ký không? À tỏi thì được 10 ký. Còn ớt thì được 10 ký. Là ngày trung bình là bao nhiêu tiền? 20 ngàn với nó bao mình đi cà phê. Có làm 2 tiếng được 20 ngàn. Ừ. Đó đó. Thì chú làm được 50-70 ngàn. Ngày con chú được khoảng 70 ngàn. 70 ngàn. Chống mà tiện. Nè tảng sáng về là xong phim rồi nè. Ăn sáng ăn chiều 10 sáng, ngàn thật. Sáng là đi chợ là bao nhiêu tiền? 10 ngàn. Ủa sao 10 ngàn thịt nè? Người ta bán 10 ngàn cho cô á, người ta bán rẻ. À. Cô thấy cô già cả ăn mỗi ngày đó. Rồi bí này mua nhiêu? Bí người ta cho. Bí người ta cho, thịt mua 10 ngàn. À. Thịt dạng này xương xương mở mở nè. Cho cho. Đó 10 ngàn, nấu ngàn. Có nạc nữa, có nạc đồ nhiều lắm. Rồi sao? Rồi sao không có đồ mặn, chỉ có cái đồ canh không vậy? Ăn một món rồi, cô với Dượng ăn cái nào ăn một món một. Nấu nhiều quá hao gà. Vậy hả? Cây gà gần 10 ngàn. Ăn cái kiệm á con. Thêm tô, thêm chén. Ăn nữa đi không? No. Ăn thêm đi. Nhiều quá. Lắm, nhiều đồ ăn thịt thêm đi. Tính bỏ mứa rồi. Quá mừng, quá mừng. Mừng hả? Không ngon. Cái con xuống mừng lắm, muốn khóc quá. Vì mai mốt không cho hay xuống bất tử. Xuống bất ngờ. Xuống bất ngờ chắc xỉu. Xuống mà báo trước rồi ngủ không được nữa. Ừ. Sáng không ăn sáng luôn. Không ăn sáng uống cà phê luôn, mừng. Nói cơ với Dượng hôm nay khóc rồi. Khóc đi đâu mà khóc, người ta vui lên, người ta vui lên, người ta mới có nhiều năng lượng, nhiều sức khỏe. Khóc hoài. Nói cô với Dượng đi từ thiện, việc tội nghiệp, cầu xin với Phật cho cô Dượng căng cường dịch khỏe với cô bác đây như cô vậy đó, căng cường sức khỏe hết. Con là khỏe như trong luôn, đó. Con khỏe hết. Cô chú là giờ cũng khỏe luôn. Ừ. Để con xong rồi, có cái này xong rồi, cái xong Hỷ về, xong Hỷ đi mua toàn, cái quay xuống đây. Thẳng thẳng cũng được nữa mà. Sợ nó dột nè, trời mưa mấy bữa nay. Không sao đâu con, thẳng thẳng từ từ cũng được. Con tranh thủ ở đây con làm chứ vợ con nếu mà qua tháng sau là không chắc cho con ở quê. Qua tháng sau con đi suốt à. Lịch trình của con bây giờ là qua tháng sau là chắc không có nhà nhiều quá. Bây giờ vậy là chỉ có miếng tôn này thôi. Con miếng. Với để mua thêm cái bóng đèn năng lượng mặt trời. Nếu mà có cái quạt thì càng tốt. Bây giờ thì Song Hỷ cũng ăn cơm với cô chú xong thì mục đích là mình xuống đây là mình thăm cô chú rồi hỏi thăm cô chú rồi ăn cơm cùng với cô chú rồi có một ít nhu yếu phẩm để gửi cho cô chú dùng trong những ngày mưa. À, bữa giờ thì mình thấy mưa gió quá mình cũng không biết cô chú rồi sao mình cũng lo cái nói thôi bàn với anh Caramel là thôi giờ mình hôm nay mình quay gần đi mình đi xuống cô chú mình hỏi thăm với lại cũng có nhiều ông bà cô chú cũng quan tâm về cô chú nhiều. Bữa hổm thì chị con có qua đây nè, chị con nói thì chú bị gì đó, tình trạng gì đó thì em xuống em coi thử chú sao. Thì con mới hôm nay con sẵn qua hỏi luôn, cũng gửi lời thăm cô chú giữ gìn sức khỏe vậy đó. Chị con thì ở bên nước ngoài. Ừ. Dạ. Có rồi thăm hai cổ căn cường sức khỏe hết trơn. Dạ. Tới già luôn. Dư ăn dư để răng dắt cho dân nghèo con hiểu không? Dạ. Có không về nghe nói dân năm cô mừng dữ cái lắm. Cái chị đó đó là lúc trước là chỉ là hỗ trợ cái chị cái hai cái người đó là bạn bạn của cái chị ở đó. Chị đó là lúc trước đó là
lập lập cái máy cho cô chú nè. Ờ. Cảm ơn nhiều lắm. Thì bữa hổm là chị về nước ngoài, chị về Việt Nam không có về Việt Nam nên là bạn của chị về, chị có gửi về cho cô chú gì đó. Bữa hôm năm con nhớ cô này cũng có lại đây một lần nè. Nhờ cái bà đò đó nó chèo lại. Thì không biết đường á, không biết đường nên là nhờ mấy cái chị kia, cô kia chở qua. Chở qua em trả tiền phí đó chứ không phải. Ờ chứ dễ gì mượn không ấy đã. Không có đâu. Nay ở nhà thấy là ở bên Vietcombank đó, cái mình nhìn qua đây ngay công viên một chỗ sân chơi giải trí của trẻ em á, của trong công viên mà cá bà sa, thì cả nhà nhìn xuống đây khu vực ở dưới này có một cái chiếc ghe nhỏ nhỏ là của chú Mẫn với cô đó. Cả nhà thì Song Hỷ cũng từng chia sẻ rồi, thì hy vọng mà cô chú nào có thời gian hoặc nhín nhút thời gian là muốn qua thăm cô chú thì cũng được. Song Hỷ chia sẻ địa chỉ tận tình vậy đó. Thì hôm nay thì con cũng cảm ơn cô chú nha. Cho con một bữa cơm rất là ngon. Nói chung là mình cũng ấm lòng. Vậy là vui lắm đó. Cô sáng vui giờ, lắm. Sáng giờ là con cũng không có ăn sáng luôn. Trời, cô đi, đi chợ về rồi nghe con về cô mừng quá trời. Nước không được uống, mặc đồ không được ăn nữa. Mừng. Còn một đồ ăn sáng nữa kìa để chợ. Còn một ăn sáng nữa kìa để chưa ăn. Chưa ăn xế luôn đi cô ơi. Nói vô lấy gì quên nữa rồi. Quên quá con ơi, giờ quên quá à. Quên tại lớn tuổi rồi. Đó tính vô lấy gì quên mất tiêu. Ê hổng hả? Đi vô. Vô. Thôi từ từ. Bích tàn. Vô. Thôi. Tưởng nó vô nó hồn. Nó có thịt nó phải lắm. Mau con. Nó đang muốn ăn thịt chứ. Vô liền. Ngồi có gì ngồi cho Bích tiền miếng thì đó đó, ngồi cho Bích tiền miếng. Ở trong đi nó nghe là thương. Chút cho con ăn nha. Đợi đó đi. Bữa nay tiền nhìn quá trời khác luôn rồi, lạ quá. Nó bệnh nó con bị mấy. Nó bị mấy con giờ ăn á. Mấy con nó độc lắm con ơi, nó ăn nhỏ ngứa gãy banh hộ khẩu luôn đó. Banh hộ khẩu luôn. Nhà ơi, video này thì Song Hỷ cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn cả nhà video sau. Nhớ ủng hộ Song Hỷ mỗi tối 18 giờ để ra những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ạ. Bye bye cả nhà. Song Hỷ xin chào cả nhà. Cảm ơn bà cô chú đã luôn đồng hành cùng với Song Hỷ và ủng hộ kênh Song Hỷ Vlog nha. Hiện tại thì Song Hỷ đang có một số mặt hàng của địa phương mình. Đó là đường mặt hút nốt nguyên chất 100% thủ công và được đồng bào Khmer được làm ra thủ công bằng tay nha. Và cái này là nguyên chất 100%. Và sau lưng của Song Hỷ là có một cây, là đó là cây hút nốt. Và cây hút nốt này thì Song Hỷ là lựa những cây từ 70 năm đến 100 năm. Thì những cái cây đó thì Song Hỷ sẽ làm đũa hút nốt. Một hộp 10 đôi có giá là 120.000. Và trên vai của Song Hỷ là có một chiếc khăn. Khăn này là khăn dệt của đồng bào Chăm. Thì một cái như thế này là 150.000. Và kèm theo đó là quê hương của Song Hỷ là Châu Đốc. Thì Châu Đốc thì có mắm nha, mắm linh nè, mắm sặc nè, mắm thái nè, mắm chốt nè, mắm chèn nè. Và cũng có nhiều loại mắm khác nữa nha. Rồi khô nè, khô cá sặc bỏi nè, khô cá dứa nè, khô cá lóc, khô cá lằn, khô cá kết, khô cá chẹt, vân vân và vân vân. Và có thêm đặc sản nữa là nước mắm cá linh nồng. Ông bà cô chú nào có ủng hộ sản phẩm đó thì liên hệ với Song Hỷ số điện thoại là 0344226262. Số đó của Song Hỷ là có Viber, Zalo luôn nha ông bà cô chú. Bây giờ thì Song Hỷ cảm ơn bà cô chú nha. Bye bye.